lại có nghĩ tới cái câu chuyện đó. Nhưng mà quý vị mục sư, quý vị cũng chẳng biết là tôi cái phong đoạn kinh thánh tôi cho quý vị là ở đâu nữa. Vì sao? Thì đoán là ở trong Luca đoạn 15. Nhưng mà tôi muốn quý vị coi với tôi một khía cạnh khác về sự trở về ngày hôm nay. Về sự trở về ngày hôm nay, về 10 người phun. 10 người phun này, tại sao có chúng ta nói đến sự trở về, và trở về có ở đâu, phải không ạ? Và nó như thế nào? Nhưng mà trước khi chúng ta đi vào cái phân đoạn kinh thánh này thì chúng ta thấy rằng chúng ta nói đến cái sự trở về, phải không ạ? Nên thập kỷ 80, 90 thì chúng ta khi chúng ta đi qua từ Việt Nam qua Mỹ thì sao? Ta nói có phòng gì? Phòng cách ly, phải không ạ? À? Tôi còn nhớ là cái phòng cách ly đó. Mà lúc đó tôi còn nhỏ, mà tôi còn rất là nhớ rõ là lúc đó chưa có internet, chưa có phone, phải không ạ? À? Chưa có email. Thì lúc đó đi á, một đi là không trở lại, phải không ạ? À? Chúng ta cảm thấy một đi là không trở lại. Và cuối cùng thì sao? Đầm đìa nước mắt, đầm đìa. Và chúng ta nghĩa là chúng ta không nghĩ là có ngày sẽ trở về. Nhưng mà sao mười mấy hai chục năm sau thì sao? Cảm ơn Chúa thì chúng ta giờ phương tiện gì người ta nói gì bắn một phát email gì đó, Facebook là có người sẽ nhận được từ Việt Nam liền, phải không? Nên chúng ta thấy rằng cái sự trở về rất nó quá gần đi, phải không ạ? Nhưng mà chúng ta thấy thì sao? Thì lúc đó, lúc mà thời 80-90 thì rất là xa vời, không biết bao giờ sẽ trở lại. Cái cảm xúc, cái trông đợi, cái sự mong mỏi, hay là cái sự mong mỏi để được trở về, mà khi mà chúng ta được trở về rồi thì sao? Nó là sao? Có thể hạnh phúc lắm, phải không ạ? Hạnh phúc, và chúng ta được trở về rồi thì chúng ta cảm thấy được cái sự mong mỏi đó được trọn vẹn, phải không? Và khi mà chúng ta nói đến sự trở về, những nhà thơ, những nhà nhạc ca, nhạc sĩ có nhiều phổ bài, mà nhà thơ phổ bài nhạc về sao? Về gì? Trở về mái gì? Mái nhà xưa, phải không? Mà tôi cũng chưa nghe nữa, mà tôi nghe thôi, nghe cái biết là cái tựa đề là trở về nhớ ngày xưa, tôi cũng như chưa nghe tựa đề là gì. Nhưng mà những cái sự trở về đó nói đến cái cho chúng ta thấy được rằng họ cái sự mong đợi, để chúng ta thấy được cái sự mong đợi đó, và trở về dòng tuổi thơ, hoặc là trở về quê hương gì, có chùm khế gì, khế ngọt, phải không ạ? Thì chúng ta nói đến sự trở về thì chúng ta đang mong mỏi đến một cái quá khứ, hoặc là cái hiện tại và cái tương lai sáng lạng hơn. Và chúng ta muốn nói đến cái sự trở về thì chúng ta xem cái người viết cái bài thơ này nói đến cái sự trở về như sao. Trở về đây, bài Trúc Quỳnh viết cái bài trở về. Trở về đây, trở về đây sau mấy năm cách biệt, mái trường xưa giờ đã đổi thay nhiều, chẳng còn đâu mái ngói nằm vẹo xiêu, tường rong rêu ẩn dưới hàng phượng vĩ. Trở về đây chạnh buồn nhiều suy nghĩ, lũ bạn xưa giờ phiêu bạc nơi đâu. Trở về đây khi phượng hồng vừa điểm, tiếng trống trường hối thúc vào mùa thi. Trở về đây dạ bồi hồi biết mấy, khi nghe tin cô giáo cũ còn đây. Lệ rơi nhanh khi thấy dáng hao gầy, chỉ khác là tóc người thêm sợi bạc. Trở về đây lệ lòng luôn như thác, thương bạn bè xuôi ngược khắp trần gian. Trở về đây giữa trời xưa hè gió lộng, ta đắm hồn trong nỗi nhớ dịu êm. Trở về đây để tâm hồn ngơi nghỉ, sau chuỗi ngày phiêu bạc kiếp tha phương. Mãi lên đêm cay đắng lắm oan trường, sống hiu quạnh thiếu tình thương quê mẹ. Thì cái tác giả nói là sao ạ? Cái tác giả nói là sao? Khi mà người này trở về thì cái sự mong mỏi đó, cái sự mong mỏi để được gặp người bạn, người thầy, người cô, và gặp được những cái mái trường xưa, cũng như là những cái người bạn tri kỷ, thì nó không giống như là những gì mình tưởng tượng, phải không ạ? Phải không? Khi mà người này trở về. Và hôm nay tôi không tôi còn viết ở trong đây đó là không như ngày xưa. Người này hình như là thất vọng rồi, phải không? Nhưng tôi muốn nói ngày bài học hôm nay về cái sự hy vọng trong sự trở về của những người mà chúng ta nói rằng bị xa quê hương, họ ở một nơi mà biệt lập, bị cá lập,
vì họ không được có quyền để bước vào hoặc là ở gần với gia đình của họ. Họ đã bị bệnh, phải không? Bởi vì phun, bị cùi. Và khi mà họ bị phun, bị cùi như vậy, thì chúng ta biết là ở Việt Nam, khi người phun, người cùi thì họ ở đâu ạ? Dạ, ở đảo, phải không ạ? Ở đảo, cách ở đảo. Và tôi nhớ là khi mà tôi về Việt Nam thì tôi có đi thăm làng cùi ở Nha Trang, phải không? Họ bị cách liệt, cách biệt ra. Và mặc dù họ có gia đình, nhưng sao? Họ phải ở xa gia đình của mình ra, biệt lập ra. Ồ, họ mong muốn được cái gì quý vị? Mong muốn được trở về với gia đình mình. Nhưng mà sao? Vì hoàn cảnh, phải không ạ? Hoàn cảnh trớ trêu, vì bệnh tật của họ. Và cuối cùng họ không trở về được. Và họ mong muốn, họ khao khát. Và cũng như là khi mà tôi đọc cái câu chuyện này, tôi thấy là như chúng ta, khi mà chúng ta qua Mỹ này, phải không? Chúng ta biệt ly, cách ly gia đình chúng ta. Hoặc chúng ta đi vượt biên. À, ai đi vượt biên rồi à? Đó, thấy tôi không đi vượt biên, tôi đi máy bay. Nhưng mà tôi nghe cái câu chuyện của người vượt biên, phải không? Đi xa và sao? Không có thể nào trở về được sao? Mong muốn là được trở về. Và cuối cùng thì sao à? Thì sao cái sự mong mỏi đó, thì những người này họ kêu sao? Lúc mà đi gặp tai nạn mình mới biết, phải không? Lúc mình ra biển khơi mà tối hù tối mịt 24 hoặc là 34 giờ đồng hồ, hay là 48 giờ đồng hồ, không có ai ngoài biển hết. Lúc đó kêu trời ơi cứu tôi, phải không ạ? Trời ơi, khổ cũng kêu trời, đau cũng kêu trời, sao buồn kêu trời, sao nữa, ốm kêu trời, mệt kêu trời, đói kêu trời, vui kêu trời nữa. Nhưng mà không nhận trời. Không nhận trời là cha của mình. Không nói đến, chưa nói đến thờ trời, phải không? Nhận trời, phải không ạ? Nhận là cha của mình, là khi mà chúng ta kêu gọi, kêu gào, trời ơi cứu tôi đó. Thì tôi không nói đến một tôn giáo của mình à. Tôi đang nói đến đấng tạo hóa, là đấng yêu thương chúng ta, và Ngài cứu, và Ngài đã ban chúng ta sự sống và hơi thở. Đó là đấng tạo hóa mà ta đang nói ngày hôm nay. Quý vị có tin Chúa hay chưa tin Chúa, tất cả chúng ta đều dựng lên một cách lạ lùng đáng sợ, quý vị ạ. Chúng ta cảm ơn Chúa vì đó. Phải không ạ? Tôi đang nói tới ông trời của chúng ta. Ông trời của chúng ta. Và tôi đang thờ phượng cái ông trời đó. Phải không? Và khi mà chúng ta nói đến cái sự thờ phượng đó, thì chúng ta phải cảm nhận được cái ông trời đó là ai. Và tại sao chúng ta phải thờ phượng. Phải không? Và những người phun trong đây, những người phun, 10 người phun đây, thì tôi đọc lại, cảm ơn người đã đọc Kinh Thánh chúng ta. Ngầm khi vào làng kia, có 10 người phun đến đón rước Ngài, đứng đằng xa xa lên tiếng rằng: lạy Giê-xu, lạy ông trời, xin thương thoát chúng tôi cùng. Những người này biết rằng Đức Chúa Giê-xu là ông trời, phải không? Và họ kêu rằng, họ gào thế là: Chúa ơi, xin thương xót chúng tôi cùng. Là sao? Là đức tin của họ, phải không? Họ nghe. Và bây giờ thì họ thấy, và bây giờ thì họ áp dụng. Thường thường chúng ta nghe một điều, chúng ta thấy một điều, nhưng mà người Việt Nam chúng ta áp dụng là điều thứ hai, thứ ba nữa, phải không ạ? Phải không? Tôi nghe đó, tôi thấy đó, nhưng không có nghĩa là tôi tin đó, phải không? Nhưng họ đã tuyệt vọng rồi, phải không ạ? Tôi có nói với hội thánh chúng tôi rồi, phải không? Việt Nam chúng ta rất là phong phú, có nhiều người chúng ta nghe rồi, phải không ạ? Chúng ta có những nguyện vọng, những ước vọng sao nữa, những khát vọng ra nữa, những kỳ vọng, nhất là kỳ vọng. Nhiều người chúng ta có kỳ vọng nhiều lắm, phải không? Nhưng mà cái kỳ vọng đó nó không được thỏa mãn thì sao? Nó chưa đến thất vọng, vô vọng, phải không ạ? Vô vọng, chúng ta không biết ước cái gì nữa. Và thất vọng chưa hết, có gì nữa? Ồ, tuyệt vọng là thôi rồi, xong rồi, phải không ạ? Không còn đường nữa mà được giải cứu được, không? Nhưng mà khi mà chúng ta có cái gì, cái niềm hy vọng, không phải hy vọng cho đời này lắm lúc là chỉ qua đi mà thôi, phải không? Nhưng mà khi chúng ta có sự hy vọng vào một cái gì nó cao hơn của cái đời này tạm bợ, ai cũng biết cả. Giờ tôi ra đường không có nghĩa là tôi đứng đây mà sau giờ này 1-2 giờ chúng ta ra đường chúng ta cũng bị đụng xe chết. Nhưng mà quý vị có biết là quý vị đi đâu không? Tôi biết rồi đó, tôi sẵn sàng rồi đó, I'm ready.
Ok, thì chúng ta biết rằng tôi mặc dầu dĩ nhiên tôi sợ chết. Ai không sợ chết phải không? Ai không sợ chết phải không? Nhưng mà khi mà tôi chết rồi, tôi biết tôi đi đâu. Quý vị, còn quý vị thì sao? Quý vị có biết quý vị đi đâu chưa? Cái đó không câu hỏi, không cần sự trả lời của quý vị. Nhưng mà câu hỏi đó cho chúng ta suy nghĩ rằng chúng ta có tâm linh của chúng ta, quý vị. Chúng ta có feelings, chúng ta có cái sự cảm nhận, cảm xúc của mỗi người chúng ta, phải không? Đó là cái tâm linh. Nhiều người nói tâm linh cắn rứt, cắn hết rồi, đụng răng hết rồi, không còn đúng không? Hết cắn rứt rồi phải không? Nhưng mà sao? Thì chúng ta có tâm linh chúng ta, và chúng ta được Chúa cho chúng ta cái thần linh, tâm linh. Và trong cái tâm linh đó thì cái người này đó, họ khát khao, họ mong mỏi để được sao? Để trở về gia đình của họ. Vì sao? Mặc dầu họ ở cách đó 10 mai thôi, nhưng họ không thể nào đến về trở lại gia đình của họ được. Có chuyện hàng mạc tử, phải không? Chúng ta nhớ chuyện hàng mạc tử không? Hàng mạc tử xuôi về quê cũ, dẫu thân nơi nhà hoang mộng cầm hỡi sao? Xin đường thương thế sao? Ồ, hay quá, mấy người nên lên đây hát luôn. Rồi, tôi biết rồi, cái anh hàng mạc tử này sao? Anh bị gì? Anh bị cùi. Và sao cuối cùng, mặc dầu cái tình yêu đó rất là đẹp phải không à, nhưng mà anh sao? Anh phải đi và ở trong cái chỗ nào? Cái chỗ những người cùi này ở, bị biệt lập. Mặc dầu gần đó nhưng mà rất là xa. Có khi nào chúng ta cảm thấy chúng ta ở gần một người quen chúng ta mà chúng ta không nói chuyện, chúng ta không có gọi điện thoại, mặc dầu ở nhà này qua nhà kia nhìn ngó biết cũng không thấy không, nhưng mà nó cắt đi cái sự liên hệ đó. Cảm thấy sao? Buồn chứ phải không à? Buồn. Và những người này đã bị cô lập, bị biệt lập, và họ kêu rằng rậy lại ông trời, xin thương xót chúng tôi cùng. Khi ông trời thấy họ thì ngài sao? Thì nói là hãy đi tỏ mình cùng thầy tế lễ. Họ đương đi thì phung lành hết thảy. Tôi học được bài học ở đây là khi mà những người này đương đi á, là họ áp dụng cái gì quý vị? Đức tin của họ quý vị à. Đức tin ngươi đã chữa lành ngươi, phải không? Đức tin chữa lành. Nhưng có phải đức tin đã chữa lành đã chết không? Còn như không? Không còn nữa không? Phải không? Chúng ta tin Chúa vậy thôi phải không? Tin Chúa mà chúng ta có bệnh, có vấn đề, vấn nan trong cuộc sống chúng ta, và chúng ta tin, ô cảm ơn Chúa, Chúa đã giải quyết, giải tỏa cuộc đời chúng con, cái vấn đề trong cuộc đời con, that's it, con cảm ơn Chúa, và Chúa, và lúc đó Chúa đã giải bày, cũng như là Chúa đã cho chúng ta cái câu trả lời, cảm ơn Chúa điều đó. Nhưng có phải nó dừng tại đó không quý vị? Đôi khi chúng ta, những người tin Chúa, đến một mức độ nào đó là nó dừng tại đó. Vì sao? Ô con cảm ơn Chúa, con tin là Chúa sẽ cho điều này, Chúa sẽ cho điều kia, Chúa sẽ ban phước người này, Chúa ban phước. Nhưng mà Chúa không phải chỉ là một ông thần phù hộ thôi quý vị ơi, phải không à? Chúa là ai nữa? Chúa là cha chúng ta rồi quý vị ạ. Chúa là cha chúng ta. Và cái người phung này đó, có một người đi thì phung lành hết, có một người trong bọn họ thấy mình đã được sạch, bèn trở lại lớn tiếng ngợi khen Đức Chúa Trời. Chúng ta có ngợi khen Chúa khi mà chúng ta có cái vấn đề vấn nan nào được giải quyết rồi, chúng ta có quay lại 180 độ để ngợi khen Chúa không? Vì sao? Vì khi mà chúng ta, đôi khi chúng ta tìm cầu Chúa, đôi khi chúng ta có đức tin và Chúa chữa lành, và cuối cùng thì sao? Cầu nguyện lâu quá thì sao? Quên. Phải không ạ? Quên. Quên những điều cầu xin nữa. Và Chúa trả lời hồi nào cũng không hay nữa. Phải không ạ? Và Chúa trả lời hồi nào cũng hay. Và quên quay trở lại cái lúc mà mình cầu nguyện, cầu xin Chúa cho con đó. Phải không ạ? Cầu xin Chúa cho con, hay là Chúa giải quyết, Chúa giải tỏa và Chúa giải cứu con. Con đang ở trong cái tình trạng bất khả kháng này, con không biết làm gì cả. Quý vị có khi nào cảm nhận gì không? Có khi nào chúng ta cảm thấy bí lối, cùng đường bí lối không? Tôi có. Dạ, ai cũng có cả. Trong bệnh viện tôi gặp rất là nhiều người, phải không?
tôi làm là một người chaplain ở trong bệnh viện. Tôi nghe rất là nhiều người, nghe rất là nhiều cái trường hợp của họ. Và họ cảm thấy là khi mà mặc dầu họ rất là giàu có, nhưng mà khi mà họ trở vào cái bệnh viện rồi á, là trở vào bệnh viện là họ mất đi cái sự hy vọng, đã cảm thấy tuyệt vọng rồi. Khi mà họ nghe nói họ bị ung thư hoặc là cancer, thì lúc đó that's it, they have no hope at all, không còn có cái sự hy vọng gì nữa cả. Chỉ là chỉ nắm lấy Chúa và đứng cứu vội họ và đứng mà giải thoát họ mà thôi. Chúng ta đôi khi chúng ta chưa có đến cái mức độ đó thì chúng ta chưa thấy, người Nam nói là chưa thấy quan tài sao, chưa đổ lệ phải không ạ? Chưa đến cái mức độ đó, chúng ta chưa thấy và chưa cảm nhận, mà chúng ta nói thôi để chờ đi Chúa ơi, wait phải không? Chúa đang chờ chúng ta đó. Và tôi không tin là điều ngẫu nhiên mà chúng ta đang ở trong phòng này. Tôi không tin là điều ngẫu nhiên mà tôi gặp quý vị. Tôi không tin là điều ngẫu nhiên mà thứ bảy tháng nào tôi cũng ấy và không có thời gian để mà tại vì tôi không muốn làm tất cả mọi điều và muốn sao đi lên giảng nữa, phải không ạ? Tôi lo cái bao phô đánh trống rồi tùm lum đó. Bây giờ cảm ơn Chúa là tôi tin rằng khi mà chúng ta đến đây thì chúng ta không phải là điều ngẫu nhiên mà Chúa cho chúng ta đâu ạ. Và khi mà tôi nghe Bác Nguyên nói cái cảm xúc của bác á, tôi tin chắc rằng Đức Thánh Linh của Ngài đang hiện diện trong lòng chúng ta, trong nửa vòng chúng ta. Chúng ta có thể không nói, chúng ta tôi biết rằng chúng ta đang nghĩ gì, đang suy nghĩ gì, nhưng mà chúng tôi thấy được, chúng ta biết, chúng tôi cảm nhận được rằng mỗi người chúng ta đều có cái vấn nan trong cuộc đời chúng ta cả. Mặc dù ngồi đây đó, nhưng mà chúng ta có vấn nan trong cuộc đời khó giải quyết lắm, không hiểu. Người này nói người này kia là cũng chẳng hiểu gì không, phải không ạ? Anh không hiểu tôi đâu, phải không? Chồng vợ tôi cũng không hiểu tôi, vì sao anh hiểu được, phải không? Không. Bởi vậy chúng ta cần là gì? Cần có Chúa ngự vào chúng ta. Và 10 người phu này, nếu chúng ta có cái thánh tôi là có một người trong bọn thấy mình đã được sạch trở lại, lớn tiếng ngợi khen Đức Chúa Trời. Người đó đi và người đó quay trở lại. Đi và quay trở lại. Có thể anh này khác với lại cái anh người con trai ngoan đàn đó. Ok. Tôi không biết cái trường hợp anh này ra sao, tôi không biết. Có thể anh trường cái anh mà tiêu xài phung phí đó cũng có thể là cái trường hợp không sao. Nhưng bề ngoài mình nhìn vào á thì sao? Mình đoán xét liền, không, thằng này không có dạy gì hết. Nghĩa là mất dạy đó. Cha mẹ không dạy cái gì hết, phải không? Hoặc là cái anh người phun này, phải không? Anh người phun này anh đi cái anh quay lại thì sao? Chúng ta đoán xét cái anh này sao? Ngày sau để được lành rồi đi luôn đi, quay lại làm cái gì? Ổng đâu có ở đó đâu, phải không? Nhưng mà sao? Chúng ta không biết. Chúng ta không thể nào. Tôi học được bài học là không thể, đừng bao giờ đoán xét người ta cả quý vị à. Đừng nhìn bên ngoài. Vì tôi không nói gì quý vị, tôi nhìn bề ngoài, đoán xét bề trong của họ. Và cuối cùng sao? Tôi bị thiệt thòi thôi, chứ đâu có người ta đâu bị. Và cái người phun này khi mà anh quay trở lại đó, anh cảm tạ Chúa. Tôi không biết rằng anh có biết cái nhu cầu của anh là gì không? Tôi không biết anh có biết cái nhu cầu, anh chỉ thấy tôi đang đi cái tự nhiên phun, không phải tự nhiên mà biết là Chúa chữa lành rồi. Chúng ta biết là một cái điểm nữa là tôi muốn chỉ cho quý vị thấy là không phải là họ đi đến để gặp những người thầy tế lễ nha quý vị. Ở trong câu 14, không phải họ đi đến để gặp người tế lễ, nhưng sao? Họ đi thì sao? Quý vị coi thẳng, họ đi tỏ mình để tỏ mình, họ đương đi thì sao? Phun hết. Nghe là sao? Họ có nghe họ gặp thầy tế lễ chưa? Chưa. Cái thời đó cái ông thầy tế lễ là ông cái chủ trì của một cái đền thờ. Ok. Và khó ai mà gặp ổng lắm. Người Israel mà còn không gặp ổng nữa, tại sao mà là mấy người này sao gặp ổng được, phải không ạ? Nhưng mà nó nói đến gì? Đức tin của những người này. Đức tin người chữa lành người. Amen không ạ?
chúng ta học điều gì? Từ thứ hai nữa là khi mà anh này đến ca ngợi Chúa, sắp mình trước mặt Chúa, nơi chân của Chúa mà tạ ơn Ngài. Chúng ta không phải là đến để đâu cảm ơn Chúa, qua qua xong rồi sao đi về, chúng ta lên để mà làm chứng rồi that's it, phải không? Không phải vậy. Anh này sao? Anh đến, anh quỳ, anh sắp mình xuống. Nó nói đến gì vậy? Nói đến sự hạ mình. Hạ mình dưới bệ chân của Chúa các bạn ạ. Ta biết và nhận biết Chúa là ai. Anh này ảnh nhận biết phải không ạ? Anh này ảnh kêu trời. Ảnh kêu là Chúa, trời ơi, giúp tôi. Tôi cầu trời. Ôi tôi đang bị bệnh và tôi đang bị cái nguy nan trong cuộc đời của tôi. Trời ơi, xin giúp tôi. Và anh tin. Và anh được gì? Anh được cứu, anh được lành bệnh phải không ạ? Và anh quay trở lại để làm gì? Anh nhận sao? Anh nhận biết là đây là cái ông mà đã làm cho tôi, đã cho tôi hết được lành bệnh rồi. Cảm ơn ông. Anh biết ơn, phải không ạ? Anh biết ơn và tôi tin chắc là người Việt Nam chúng ta biết ơn. Biết ơn ông trời chúng ta. Và Chúa cho anh thấy một điều mà anh không thể nào ngờ nổi. Quý vị ơi, anh không thể nào ngờ nổi. Đức Chúa Giêsu nói rằng Ngài lại phán rằng hãy đứng dậy đi, đức tin ngươi đã cứu ngươi. Đức tin ngươi chữa lành ngươi. Một lần đầu phải không? Sao nữa? Đức tin ngươi đã cứu ngươi. Anh nhận Chúa là cha của mình. Làm sao mà chúng ta có thể kêu là khi mà trách móc, nếu mà được hanh thông thì chúng ta cảm ơn, sao còn không được ông trời này ông không có ban ơn ban phúc cho tôi gì cả, phải không? Và chúng ta lại trách, dèm trách Chúa chúng ta, ông trời chúng ta, phải không? Xin ông cho, cảm ơn thế thôi. Xin ông cho, bị vấn đề khác nữa sao là chết bóng tại ông trời. Sao kỳ vậy? Why? Đúng mà, phải không? Xin cũng kêu trời, đau cũng kêu trời, khổ kêu trời, mệt cũng kêu trời, yêu cũng kêu trời, mà không nhận ông trời là cha của mình. Nếu chúng ta không nhận ông trời làm cha của mình, làm sao chúng ta có thể trách móc ổng được? Phải không? Phải không ạ? Nếu mà tôi không phải là cha của con tôi làm sao? Tôi đâu có care. Đấy. Không care. Đấy. Đây không phải đứa con của tôi. Phải không? Nhưng mà nếu đứa con của tôi thì sao? Tôi bảo bọc. Tôi gìn giữ nó. Tôi chăm sóc nó. Có gì à? Vậy. Thì không thể nào chúng ta thay trách ông trời được khi mà chúng ta chưa nhận ông trời là cha của mình được, quý vị ạ. Phải không ạ? Thì có một câu chuyện. Năm 1988, tại đất nước Armenia. Đất Armenia lúc đó bị động đất rất là lớn. Và những cái building đều sập hết. Và các em nhỏ đang chơi ở dưới một cái tòa nhà thì bị sập. Và những tòa nhà bị sập thì các em này, cái tảng đá lớn trồng trần qua và các em không có bị đè bẹp, nhưng mà nó bị ngang qua và cuối cùng các em mắc kẹt dưới một cái hầm sâu đó. Và một em nhỏ nói với bạn bè, các bạn em khóc la rồi la ré tùm lum cả, và em nói các bạn đừng có lo, cha tôi hứa là cha tôi sẽ bảo vệ tôi và ổng sẽ tìm cho tôi đến cùng. Người cha này, cái người cha đi làm về nghe cái sự động đất đó chạy đến trường, và cái trường đã sập hết rồi, đã nát hết rồi. Và khi người cha chạy đến thì đã thấy trong một đống đá bụng, và cuối cùng thì người cha đào bới cái hình ảnh này có quen không? 9/11, các bạn nhớ không? Tòa nhà phải không? Sập xuống, đào bới. Lúc đầu thì nhiều người đến giúp ông, giúp ông để kéo ra, kéo những tảng đá ra. Nhưng mà đào 8 tiếng đồng hồ sau thì họ mệt rồi.
và hình như là không còn có hy vọng nữa. Và ông cứ đào, ông đào, vì ông đã hứa một lời với con ông rằng cha sẽ cứu con bất cứ nơi nào, mỗi lúc nào, con đừng lo. Ông đã hứa với con ông như vậy rồi, và người con giữ cái lời hứa của người cha đó. Và cuối cùng người cha cứ đào 8 tiếng đồng hồ, 10 rồi 12 tiếng đồng hồ, chỉ một mình ông thôi. Mới đầu thì có nhiều người giúp, sau này người ta không còn cái sức lực cũng như không còn cái sự hy vọng nữa. Cứ đào 12 tiếng đồng hồ, 16 tiếng đồng hồ, 20 tiếng đồng hồ, 24 tiếng đồng hồ, 32 tiếng đồng hồ. Ông cứ đào, đào, đào. Và cuối cùng ông nghe được một tiếng nhỏ của những đứa bé đang nói chuyện. Quý vị ơi, đó là hình ảnh của người cha mà tôi đang nói với quý vị. Người cha không bao giờ bỏ con. Tôi không biết hình ảnh của người cha của con người đã sao, nhưng tôi đang nói đến người cha thiên thượng của chúng ta. Con người chúng ta có người cha xấu, người cha tốt và người cha chúng ta không có ấy, nhưng mà không. Nhưng mà tôi đang nói đến người cha, hình ảnh của người cha này. Một khi người cha này đã yêu và người cha này đã hứa với con mình như vậy, thì ông không bao giờ thất hứa cả. Tôi đang nói đến ông trời của quý vị, là cha của quý vị. Khi mà chúng ta nhận ông trời là cha đó, thì chúng ta chắc chắn sẽ cảm thấy bình an. Những ai đã nhận rồi thì chúng ta biết rồi, tôi không cần phải nói nhiều thêm, không cần phải làm chứng thêm, phải không? Thì chúng ta cảm thấy được sự bình an, sự vui thỏa, và Ngài ban thần quyền đức tin của Ngài ngự trên quý vị, quý ông bà, để rồi chúng ta được sự sống đời đời. Có thể quý vị và quý ông bà anh chị em nói rằng ô, làm cách nào để nhận ông trời là cha? Chúng ta không cần phải tu tâm dưỡng tánh, chúng ta không cần phải làm cái này làm cái nọ, nhưng mà Chúa nói sao à? Ai tin ta sao thì được sự sống đời đời. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài hầu cho sao quý vị? Ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Anh này, cái anh người phun này, anh đã quay lại, anh đã trở về với người cha của anh, và anh đã nhận được. Và cuối cùng cái ông trời này, ông người cha này á, ảnh nhận người cha này, người cha nói sao? Đức tin con sao? Đã cứu con. Nghĩa là bây giờ có khi có thể anh quay lại cái chỗ cũ, người bạn của anh bị phun cái nữa đi, bị lây lan cái nữa đi, nhưng anh không còn sợ sệt gì nữa rồi. Vì sao? Anh biết rằng cha của anh đang bảo bọc, bảo vệ anh, và cha của anh đã hứa với anh rồi sao? Ta sẽ ở với con. Như là cái người cha ở cho đào cái đất đá dụng vậy. Phải không? Một khi người cha đã hứa rồi sao? Cha làm tròn. Một khi ông trời đã hứa và ông trời đã hứa rồi, phải không ạ? Chúng ta đã biết rồi, hay là tôi nghĩ là chúng ta đã biết rồi, phải không ạ? Chúng ta biết cái bình nước này, cái hiệu quả của nó là gì ạ? Uống vô là cái bình này, cho là cái bình này nó lấy từ ở trong tiệm ra đi ha. Cái bình này nó gọi là purified water, có nghĩa là sao? Là đã được lọc rồi, phải không ạ? Và đã được thanh tẩy rồi, đã lọc rồi. Và cái bình nước này thì nó chúng ta biết rằng nó từ cái hãng nhãn hiệu Kirkland, là cái hãng nhãn hiệu mà khi mà bước vào nước Mỹ chúng ta biết rồi, khi mà nhập cảng vào nước Mỹ thì sao? Họ check FDA, phải không ạ? Họ check nhiều lắm trước khi hàng họ ra, và chúng ta biết là cái sự bảo đảm của nó. Nhưng mà chúng ta có chắc chắn không? Chúng ta nhìn bề ngoài thì nó tốt lắm, nhưng sao? Làm sao chúng ta có thể biết được cái nước này nó ngọt, nó trong, nó ấy? Chúng ta sao? Phải nếm nó, phải không ạ? Chúng ta không thể nào nhìn cái bình này, tốt quá, đạo nào cũng tốt hết, mình tin lành tốt. Nhưng mà chúng ta chưa nếm
Chúa ném ông trời, Chúa ném cái tình yêu thương của ông trời, làm sao chúng ta có thể nói rằng tôi đã kinh nghiệm được cái tình cha con với ông trời, phải không ạ? Mong rằng chúng ta không có cần phải trả lời những câu hỏi mà tôi hỏi ta, nhưng đây là những cái câu mà làm chúng ta suy nghĩ, suy gẫm thêm. Để rồi chúng ta, tôi đang nói không phải đó một tôn giáo của vị à, tôn giáo sẽ qua đi, phải không ạ? Nhưng người cha đứng thiên thượng, đứng tạo hóa còn lại đời đời. Tôi đang nói đến ông trời là cha của chúng ta. Tôi đang nói đến cái tình yêu thương ông trời đã cho chúng ta. Chúng ta chỉ cần nhận lấy làm con cái của ông trời đó thôi, không cần phải làm gì hết. That's it. Không cần phải tu tâm dưỡng tánh. Vì sao? Cái điều lợi chúng ta, hội thánh chúng ta là gì? Ân điển thôi. Tên gì? Tên ân điển là sao? Mặc dầu con làm, yeah, grace. Mặc dầu con làm con có tội tùm lum tùm la, ai nói chúng ta không có tội? Em giơ tay lên. Không có tội. Tôi không có tội, phải không? Tôi càng lớn tôi càng còn nhiều tội hơn nữa, phải không? Phải không? Và chúng ta có gì? Như một sự kỷ tội và nguyên tội, phải không? Kỷ tội, nguyên tội. Kỷ tội là sao? Là ông mình làm ra chúng tổ cố đợi lại. Nguyên tội là cái tội chúng ta làm. Và cái tội mà chúng ta có cái lương tâm cắn đứt, cắn hoài nó bị rụng răng đó, cái tội đó. Thì đó, thì chúng ta mong là chúng ta suy nghĩ thêm. Vì tôi không nghĩ là chúng ta còn thời gian nhiều, hay là tôi nhìn rất là trẻ, nhưng mà tôi không có chắc chắn là tôi khi mà tôi bước ra ngoài tôi sẽ an toàn đâu quý vị ạ. Thời buổi lên giờ chúng ta không thể nào có gì mà chắc chắn được. Insurance cũng insurance đó là cho những người kế tự thôi, những người không à, chứ đâu có insurance bảo vệ chúng ta đâu, phải không? Nhưng mà cái gì bảo vệ chúng ta là tâm linh chúng ta, quý vị ạ, là Chúa bảo vệ chúng ta. Nhưng mà nó cần một điều chúng ta cần phải làm là tiếp nhận, nhận người ông trời là cha chúng ta, thì chúng ta sẽ thấy cái sự thay đổi và đời sống của mọi người chúng ta. Tôi không quảng cáo ông trời, vì chúng tôi đạo Tin Lành không quảng cáo, vì chúng ta đã nghiệm và trải nghiệm và kinh nghiệm ông trời là ai, và tôi tin ông trời đó vì tôi đã, đang và sẽ kinh nghiệm ông trời, tình yêu thương của ông trời đối với tôi. Mong rằng chúng ta không chỉ biết ông trời, không chỉ tin ông trời ban phước, không chỉ tin ông trời chữa lành, nhưng mà nhận ông trời làm cha chúng ta, đức tin chúng ta cứu chúng ta vì chúng ta nhận ông trời là cha của chúng ta. Cầu xin Chúa cho chúng ta biết và chúng ta cũng như là nhận Ngài là đấng yêu thương, đấng công bình, và chúng ta nhận ông trời là cha của mọi người chúng ta. Đức tin ngươi đã chữa lành ngươi, đức tin ngươi đã cứu ngươi, nhưng chúng ta phải nhận. Chúng ta kêu trời ơi đau quá, trời ơi con khổ quá, trời ơi con mệt quá, trời ơi con buồn quá, con tuyệt vọng, con mất hy vọng. Nhưng mà chúng ta có nhận ông trời là cha của chúng ta. Một khi chúng ta đã nhận ông trời là cha, thì tôi tin chắc rằng ông trời đó sẽ biến đổi đời sống quý vị. Và con cái, khi mà người con, tôi có hai người con, tôi sẵn sàng chết sống cho nó. Tôi sẵn sàng chết sống cho nó, vì tôi là người cha của nó. Ông trời chúng ta cũng vậy, sẵn sàng và đã chết chúng ta rồi, chúng ta chỉ nhận Ngài là cha chúng ta mà thôi. Xin hãy chúng ta đứng lên, chúng mời sư chúng ta.